Để ngăn chặn dịch bệnh và đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, các địa phương cùng các lực lượng chức năng thành phố Hưng Yên đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm các quy định trong phòng chống dịch với số tiền phạt gần 80 triệu đồng. Gần đây nhất vào tối ngày 15 tháng 5, lực lượng chức năng phường Hiến Nam đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền 12 triệu đồng. Trước đó, các đơn vị địa phương thành phố Hưng Yên đã kiểm tra phát hiện và xử phạt 18 trường hợp không chấp hành quy định đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 36 triệu đồng, một trường hợp kinh doanh dịch vụ không chấp hành quy định phòng chống dịch với số tiền xử phạt 15 triệu đồng, xử phạt một cơ sở dịch vụ trò chơi điện tử với số tiền 15 triệu đồng. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, thành phố Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm thông điệp 5K, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm.